Cô mua mấy chai ạ? Cho bạn dạ 500. Ê, tiền thừa nhiều lắm. Em ơi, cho chị ba chai sữa lớn đi em. Dạ đây. Nhiêu tiền với em? Dạ 90. 90 hả? Nhanh đi chị hai ơi, làm gì sao quần hoài vậy, lâu quá. Chết rồi, nãy có một chút tiền mà lỡ bỏ ra mua bộ đồ chống nắng rồi. Trời ơi, nhanh lên, nắng quá là nắng luôn. Ê, cô. Cho em hai chai nhỏ. Em cảm ơn. Mà cái này nhiều nữa rồi cô ơi. Em ơi, cho chị lấy mấy giờ sữa hồi nãy đi. À, hồi nãy em nói nhiêu ta? Dạ 90. À 90. À đây. Cảm ơn nha.